Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 10 top cần ORR này bạn. Thì đây là cái mạng internet của nó các bạn. Thì tổng số airdrop trên mạng internet của nó là có 200 top cần OKT này, cộng với 5.000 USDT địa chỉ phân phối airdrop. ORR này hàng ngày sau khi được khởi chạy trên OKChain này, phân phối airdrop NFT sau khi ra mắt NFT trên ORG.Valency. Thì đây là một mạng internet các bạn. Sau này nó sẽ khởi chạy chính thức trên mạng OKChain các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần đi cho phần link mô tả dưới video mà Linh Phong các bạn. Thì làm trên mạng testnet như là làm chơi các bạn. Một khi nó sẽ về mainnet thì các bạn sẽ thấy giá trị của nó rất là cao các bạn. Và dòng đầu tiên các bạn đăng ký địa chỉ của mình là email của mình nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn sẽ xác nhận địa chỉ email của mình. Xác nhận địa chỉ email của mình nè. Rồi các bạn làm tất cả các trang mạng xã hội các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like, các bạn chia sẻ cho tweet cho tăng vài người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn subscribe kênh YouTube, join kênh group, kênh seller nè. Bạn join vào kênh group nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Sau đó các bạn follow minimum dẫn team kênh seller nữa, tới 2-3 kênh Telegram đó các bạn. Các bạn dẫn sao các bạn. Đại diện khách. Tiếp tục các subscribe đăng ký kênh YouTube của nó nè. Rồi sau đó bấm đếp nè. Tiếp tục follow minimum. Trên minimum thì các bạn follow không được thì các bạn bỏ qua nhiệm vụ này cũng được các bạn. Mình follow đang mình theo dõi luôn các bạn. Rồi các bạn lựa chọn một nè. Tiếp tục chọn thứ hai thì các bạn điền địa chỉ liên kết Twitch. Rồi các bạn điền lại một cái link từ Twitch các bạn. Thì bạn nhấp vào ba anh cùng nè. Nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã Twitch nè. Các bạn sao chép liên kết lên nè. Gửi lên đây. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ là OKChain các bạn. Con này chạy trên nền tảng của OKChain thì các bạn có thể tích hợp thông số mình có để phần link mô tả vào ví MetaMask hoặc có thể là dùng địa chỉ ví trên Pocket token các bạn. Các bạn tạo một địa chỉ OKT OKChain. Thì thông số OKChain thì mình có đấy phần link mô tả, các bạn cứ tích hợp cũng tương tự như là mạng BNB sẽ match chain thôi các bạn sao chép địa chỉ này các bạn. Rồi các bạn dán vô đây. Đây thì hỏi bạn đến từ quốc gia nào thì các bạn điền vào Việt Nam các bạn. Rồi giới thiệu về bản thân kỳ vọng, ví dụ này các bạn tôi là đến từ đâu hãy. Thì các bạn dùng Google dịch nghe ta các bạn ghi là tôi tên các bạn ghi tên gì thì các bạn điền vào các bạn. Đến từ quốc gia Việt Nam. Rồi các bạn chuyển qua tiếng Việt sang tiếng Anh nha các bạn copy nữa các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi cái địa chỉ giới thiệu này thì mình có để phần link mô tả, các bạn gì copy các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gỡ là cái địa chỉ ví OKT của mình đó. Xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 top cần ORR đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.